Các bạn, hôm nay nhá, mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái bí quyết mà mình thường thay cái nỗi lọc máy giặt này. Và nhân tiện chia sẻ cái bí quyết thay nó máy giặt thì mình sẽ báo giá và chia sẻ với bạn về cái sản phẩm mà Lộc cung cấp. Thì ở đây Lộc bán một cái sản phẩm, đó là sản phẩm của Sato nhé. Sato, Sato Việt Nam. Sato Việt Nam, đây là sản phẩm của Việt Nam. Thì các bạn nhìn thấy các bạn biết rồi, nỗi lọc máy lọc nước, nỗi lọc máy lọc nước. Thì sản phẩm này, nếu như các bạn ra ngoài kia mua ba cái này, nó sẽ rơi vào tầm 200.000 ba cái này. Đấy. Hoặc là người quen người thân thì có thể bán cho các bạn là 170, 180, bớt bạn 20-30.000 người thân người quen. Còn Lộc bán trên video này, Lộc chỉ có 150k thôi, chỉ bán 150k, không lãi nhiều đâu anh chị em. Nha anh chị em nào đấy mà mua hai nhất, mua hai bộ, tức là 6 cái này, mua hai bộ thì Lộc sẽ free ship nhá. Chắc chắn phải đi ship cho tất cả những ai mua hai bộ này, hai bộ đấy. Thì bộ của nó sẽ như này, đây bộ của nó là trong hộp như thế này anh chị em nhé. Đây bộ nó trong hộp như này thì anh chị em mua về đấy, đọc cái đóng kín như thế này thì anh chị em sẽ bóc ra, thì anh chị em mua về thì nó đóng kín này anh chị em bóc ra nhé, bóc ra như thế này, đây. Đó. Đây. Bóc ra như thế này. Thì bây giờ là sẽ chia sẻ anh chị em cái bí quyết thay thế này. Thực ra thì chia sẻ với những anh chị em gọi là không phải là thợ thôi, còn anh chị em mà đã là thợ hoặc đã biết làm, đã từng làm rồi thì nó rất đơn giản, anh chị em tinh ý cái là làm được thôi. Thế còn đây là mình chia sẻ, là mình chia sẻ với người dân làm sao là mình hướng dẫn cho các bạn tự nhá có thể thay được cái này, ông già bà già nhá. Đấy, thanh niên 14-15 tuổi rồi, là thậm chí ít tuổi hơn rồi, là phụ nữ đấy, đàn bà đấy, người già đấy, đều có thể là tự mình thay thế cái này được, thay thế cái này được. Thì cách thay thế cái này nó thì thay thế cái này người biết thì dễ, người không biết thì nó khó. Thế thì Lộc sẽ chia sẻ các bạn, sẽ hướng dẫn các bạn đây. Thứ nhất các bạn sẽ thấy ở đây là nó thứ nhất ở đây là các bạn sẽ khó phân biệt đâu là nỗi số 1, nỗi số 2, nỗi số 3. Khi các bạn mua một cái bột đồ mới về như thế này thì ở trên đây nó có ghi là nỗi số 1 đấy, nó ghi lỗi số 3, đây lỗi số 2, nó ghi rắn rồi. Nhưng cái máy của các bạn đang dùng ở nhà đâu có ghi đâu vậy, đúng không? Cái máy các bạn đang dùng hiện tại đâu có ghi đâu để các bạn có thể thay đúng thứ tự được, mà mở ra không biết cái nào là 1, cái nào 2 hết, đúng không? Thì cái đây các bạn sẽ dựa vào để xác định cái 1, 2, 3 trong cái máy ong nước nhà bạn ấy, máy ong nước nhà bạn. Và xác định nó bằng cách đây, nhìn kích cỡ. Đây là cái lỗi số 2, lỗi số 2 nha. Lỗi số 2 cái kích cỡ của nó là to nhất nha. Kích cỡ của nó là mập nhất, mập béo nhất. Cái lõi số 3 đấy, là trung bình, đấy, kích cỡ vừa phải đấy. Còn cái lõi số 1 là kích cỡ bé nhất nhé. Lõi số 1 là kích cỡ nhỏ nhất. Đấy, các bạn cứ mở cái máy ong nước các bạn ra. Máy ong nước các bạn ra thì các bạn sẽ có ba cái này. Mai Lộc sẽ quay cho các bạn cái video mà Lộc tự thay, Lộc tự thay nhé. Còn đây Lộc thì hướng dẫn những cái mẹo và để anh em sẽ có thể hiểu được và chỉ nó báo giá cho anh chị em. Đấy thì anh chị em có thể tự hình dung ra được là lõi số 1 là lõi bé nhất đấy. Lõi số 2 này là lõi to nhất, nhưng lõi số 3 này lại vừa vừa đâu đấy, ở giữa. Thì thông thường thì cái starter nó sản xuất thì cái này nó sẽ đặc sệt, cái lõi số 3 này nó đặc sệt, lõi to số 3 là cái lõi số 2 nó đặc sệt, lõi to nhất là đặc sệt. Thế còn cái lõi số 3 thì cái lõi lưới đấy, cái lõi số 3 thì này là lõi lưới. Anh chị em có thể phân biệt bằng cái cấu tạo của lõi, con phân biệt cấu tạo của nó. Thì cái lõi số 3 này là lõi lưới, đấy, nó có dạng lưới như này đấy, và cái lõi số 1 của nó thì là dạng mịn, dạng bông mịn nhé, dạng bông mịn. Anh em cứ nhớ là anh em mở cái máy giặt của anh, em cứ nhớ là anh em mở cái máy lọc nước của anh em ra thì cái nào là cái sợi bông mịn thì nó là số 1. Cứ sợi bông mịn nó bấm là hơi mềm mềm này, sợi bông này bấm hơi mềm mềm này thì nó là lõi số 1 đấy. Thì còn khi mà anh em thấy cái nào mà nó có dạng lưới đấy, dạng lưới hoặc là nó có dạng gọi như vải, dạng vải thì nó sẽ là lõi số 2. Còn cái nào mà dạng nhựa to nhất, dạng nhựa to nhất thì là số 1, à số 3. Xin lỗi anh chị em, cái lõi nào mà có dạng lưới đấy, dạng lưới hoặc dạng vải đấy, có màu tối tối này à, dạng lưới dạng vải hoặc là dạng hoặc là dạng vải xốp nó bọc bên ngoài thì nó sẽ là cái lõi số 3 nhé, lõi số 3. Cái cơ nó như nhỡ này à, số 3 thì cái starter nó sản xuất đặc biệt thì anh em phải nhìn được ra, nhưng cái hãng khác thì nó không như vậy, hãng khác nó không như vậy thì anh chị em phải chú ý đến Lộc hướng dẫn anh chị em. Còn cái số 3 là bao giờ cũng là cái vỏ của nó là vỏ nhựa, bên ngoài vỏ nhựa vì bên trong nó là có hạt sỏi
rồi các hạt từ tính khác đấy, để đó là nói khi đấy là nó cũng chia sẻ anh chị em. Đây anh chị em nhớ, bây giờ chúng ta không còn chữ số đấy nữa, thì chúng ta biết là cái bé nhất là số 1, cái to nhất sẽ là số 2, còn đoạn số 3 đấy. Hoặc anh chị em nghĩ là cái vải bông đấy, nó có cách đấy, nhưng ta sẽ hiểu được. Còn nếu như mà nó không khác nhau về kích cỡ, nếu như không khác nhau về kích cỡ ở các hãng khác thì các bạn biết là thứ khác nào. À, bọc vải bông trắng bên ngoài, vải bông trắng vải bông trắng xúc xúc mà mềm mềm bên ngoài, thì cái đó nó là loại số 1. Và cái nào mà bọc bằng nhựa trắng to nhất, bọc nhựa trắng thì nó sẽ là số 2, thì nó sẽ là số 2. Mà anh em lắc mà có tiếng kêu này đấy, lắc tiếng kêu này thì nó là số 2 đấy. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất, là muốn chia sẻ anh chị em có cái mẹo để anh chị em không bao giờ thay nhầm nhé, anh chị em không được thay nhầm được. Đây là một muốn hướng dẫn anh chị em vậy, và chia sẻ lại một lần nữa là ba cái này và muốn chia sẻ các bạn, thì là mỗi 6 tháng các bạn nên thay một lần, 6 tháng nên thay một lần nếu như nhà bạn là có 4 người sử dụng nhé, 4 người sử dụng đấy. Nếu như 4 người đó ít khi ở nhà thì có thể là 1 năm cũng được đấy, còn thông thường thì 4 người thì người ta sẽ 6 tháng người ta sẽ thay một lần đấy. Cái, như vậy thì các bạn có thể tưởng tượng là nếu một nhà 4 người 6 tháng thay một lần, thì các bạn tưởng tượng như nhà các bạn có 2 người hai người ít khi ở nhà thì có thể 2 năm thay một lần cũng được đấy. Các bạn tự tưởng tượng ra để có thể thay cho sản phẩm nhà mình, và các bạn nhớ là Lộc bán cho các bạn cái sản phẩm này rất là rẻ nhá, chỉ có 150.000 một bộ thôi. Đấy, 150.000 một bộ, và bạn nào mua 2 bộ thì chúng ta sẽ được miễn phí ship nhé, miễn phí ship toàn quốc nhé. Thì đấy là điều quan trọng nhất, 150k. Và cảm ơn các bạn xem hết các video này cho đến tận bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn cho tất cả các video tiếp theo. Goodbye.